Tạo màu như y muốn cho cành hoa thêm lạ sinh Hoa có rất nhiều màu sắc, tuy nhiên không phải loại hoa nào cũng có màu như bạn mong muốn. Do đó, nếu muốn hoa có màu mà mình yêu thích, thì bạn phải chủ động tạo màu mới cho hoa thôi. Cách làm thì đơn giản vô cùng, nhưng muốn hoa có màu gì thì sẽ có ngay màu hoa đó. Đặc biệt, một cành hoa có hai màu vẫn thực hiện được nhé. Chuẩn bị hoa màu trắng, hai cốc nước màu nước rau dọc dịch. Cách tạo màu cho hoa, đầu tiên, bạn lấy cành hoa già, nếu phần gốc có nhiều lá thì tách bỏ bớt lá nhé. Khi mua hoa, bạn cũng nhớ chọn cành có thân to mập thì hiệu quả sẽ cao hơn. Bây giờ, bạn dùng dao dọc giấy tách phần thân hoa ra làm hai, đoạn cành hoa được tách chỉ ở khoảng 10-13cm thôi nhé. Tiếp đến, bạn lấy hai cái cốc ra và cho nước sạch vào hai trên ba cốc, đồng thời, bạn cũng nhỏ vài giọt màu vào mỗi cốc, hai cốc là hai màu khác nhau nhé sau khi đợi màu tan đều trong nước, thì bạn cắm cành hoa được tách đôi lúc nãy vào hai cốc. Nước màu sẽ theo thân hoa chuyển lên các cánh hoa, một lúc sau thì hoa sẽ đổi màu giống với màu bên dưới cốc nhé. Dùng cách này thì một cành hoa sẽ có hai màu hoa hoàn toàn khác nhau đấy. Ngoài ra, các gần màu nổi trên cánh hoa cũng giúp hoa trông lạ mắt và đẹp hơn. Ngoài hoa cúc thì bạn cũng có thể áp dụng cách này với hoa hồng. Tuy nhiên, vì hoa hồng chỉ có một bông nên không cần tách cành bên dưới gốc nhé với mẹo hay này thì bạn sẽ có ngay hoa hồng với màu lạ mắt hơn ví dụ như xanh lá xanh dương rất đơn giản nhưng hiệu quả tạo ra bông hoa với màu sắc lạ mắt sẽ khiến nhiều người thích thú cho xem đặc biệt nếu bạn mang những bông hoa với màu sắc tự tạo này đi tặng người khác sẽ là món quà vô cùng bất ngờ và ý nghĩa nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video hy vọng video sẽ hữu ích với tất cả mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé hẹn gặp lại ở các video sau mến chào tạm biệt